cho tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gấp một con bướm bướm bằng với một tờ giấy hình vuông nhé. Thì con bướm bướm này cách gấp rất là đơn giản luôn, ai cũng có thể làm được hết. Đây, thì như mình đã nói, chúng ta cần một tờ giấy hình vuông. Bây giờ mình sẽ cắt cái tờ giấy A4 hình chữ nhật này thành một hình vuông nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ gấp đôi nó lại thành một cái hình tam giác như thế này. Thì nhờ vào việc mà cắt thành hình vuông nên mình đã có sẵn một đường rồi. Mình chỉ cần gấp một đường còn lại như thế này thôi. Đó, là chúng ta sẽ có hai cái đường chéo như thế này. Tiếp theo mình sẽ gấp đôi nó lại thành một hình chữ nhật. Nếu bạn nào sử dụng giấy origami hình vuông sẵn mua ở ngoài thì chúng ta sẽ cần gấp thêm một lượt dưới này nữa nhé, để cho nó có hai cái nếp đường chéo và một cái nếp đường này. Tiếp tục mình sẽ gấp từ dưới gấp lên và gấp từ trên xuống đều được thành một hình chữ nhật. Tiếp tục mình sẽ gấp từ ngoài đây gấp vào giữa, đó như thế này, tương tự luôn. Mình sẽ gấp hết 4 cái góc ở đây và bên trong này. Bây giờ thì mình sẽ mở hết những cái phần này ra. Và bây giờ các bạn sẽ gấp hai chỗ này vào cho mình. Đó, gấp hai chỗ này vào. Tiếp tục gấp cái phần đầu này để nó lên trên đây. Chính xác đâu. Và các bạn nhìn trên, nhìn và canh hai bên nó tương đối bằng nhau là được. Vì đây là cách đơn giản nên các bạn chỉ cần canh và tương đối thôi, và không cần dùng gì nhiều ngoài một tờ giấy. Đó, sau khi các bạn đã gấp được như thế này rồi thì các bạn sẽ lật nó ra đằng sau và lật nó ra mặt này nhé. Gấp đôi nó lại
mình sẽ gấp chéo cái chỗ này lại. Gấp như thế này đây. Hoàn thành xong một con bướm bướm siêu đơn giản chỉ với một tờ giấy như thế này rồi, tờ giấy hình vuông hoặc tờ giấy A4. Rồi đây là đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình, đừng quên like, share, subscribe trên kênh BA Channel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau.